Hello xin chào tất cả anh em quay giữ của tôi đang xem video clip này. Ai không xem là không giữ thì anh em cũng biết rồi. Thì hôm nay thấy các bạn nôn nóng URF quá, nhưng mà ở Việt Nam chưa ra thì mình quyết định sẽ qua server BBE để làm thử. Thì mình sẽ đặt ra một thử thách, đó chính là chơi URF trong tình trạng trên 200 binh. Và URF này có gì mới thì chúng ta sẽ xem thử. Đầu tiên là cây đại bác bắn người bay đi nửa bản đồ, thì cái này thì các bạn cũng biết rồi. Tiếp theo là quái vật, những con rồng. Những con rồng, đây là con rồng ngàn tuổi sẽ cho tất cả bùa là bùa rồng. Ví dụ là một con rồng chứa 4 nguyên tố rồng trong đó, và cho thêm cái bùa rồng ngàn tuổi nữa đó. Quá dữ. Và Baron, sau khi bạn ăn xong sẽ được bùa Baron cộng với một con sứ giả khe nứt con mắt đấy. Các bạn lượm, các bạn thả ra. Đấy, đây là URF mới. Và bây giờ ông ta vào game thôi. Vô anh em. Rừng nó bị dữ chứ. Slot đẹp đẹp, lắc. Đã khá lắc nha mọi người. Đi chậm chậm ra nè, bấm nè. Bấm nè. Đấy, một phút sau nó mới đi nha. Đánh nhau. Kéo mình luôn. Ô, bị hung. Bồm bị hung. Kéo lên. Lướt e về. Chết con máu. Mày lên. Mày đánh nhau quá dữ dội. Giết đó. Quá dữ. Trời. Quá dữ. Chưa xoay luôn nha. Đó, chết liền. Trời ơi, quá hay, lắc về mà triple kill. Quá dữ. Phi hồ nè. Đó. Phi hồ nè. E nè. Đấy. Dữ. Chết. Hồi máu. Trời ơi, không hồi máu được. Có lời khen phép luôn nha. Đây, được cái này nè. Được cái này thì phép yếu quá. Rồi, được cái này đi. Đấy. Lên cục này. Full phép luôn. Full phép là gì? Cái đồng hồ rồi. Mẹ rồi, chết rồi. Trời ơi, nó hất ra hoài luôn. Cái đúp mà, ha gì. Ây, ít hồi máu. Ha gì, đó, hồi máu liên tục. Ủa, chúng độc nhiều quá, chết luôn. Chạy lên. Ủa,
Đồng hồ này nhìn em ơi. Ôi má. Ôi tổ không bấm đứt được bị nó câm lặng. Chơi luôn bò ơi. Hồi máu lại nè. Đấy, đồng hồ quá đẹp. Trời ơi, không chịu hồi máu lại đâu rằng Kata. Mày xoay nè, nhắm xoay với anh. Gì dạ? Tự nhiên cái là mất rồng luôn. Trời ơi mấy anh niên. Trời ơi tự nhiên phá mất con rồng. Núp cho chết. Tôi núp cho mày chết. Trời ơi. Đấy nó kìa. Nè nè, tao tóc biến nè, tóc biến nè, né nè. Hồi máu lại. Trời ơi, nó ra, nó còn ra. Ok, cảm ơn tất cả các anh em qua giúp tôi đã xem video thử thách chơi URF trên 200 binh này của mình. Nếu ta hay, các bạn hãy để lại một like, một subscribe kênh để cảm ơn mọi người. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và nhớ ấn chuông thông báo nha.